Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục tò mò cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình là bức tranh về một chiếc thuyền buồm nha các bạn. Một chiếc thuyền rất là to và có hai cột buồm này. Bây giờ mình sẽ tô màu cho chiếc thuyền buồm này nhá. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô cho phần thân tàu đầu tiên. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của bức tranh trên kênh YouTube của mình. Thì trên tay mình đây là bức tranh về chú gấu Bonnie đang chưa sử dụng cái đang móc cái cục gỗ rất là to nhé. Và mình sẽ thay đổi cái màu sắc của chú gấu này thành màu cam nhé. Và mình sẽ tô màu cam cho phần cái buồm đang được dương lên cái chiếc thuyền buồm nhé. Và chiếc buồm phía sau thì sẽ tô màu xanh lá cho chiếc buồm này. Tiếp theo là màu vàng cho cái nước tên nó là to này. Và mình sẽ sử dụng màu vàng để trang trí thêm cho những cánh buồm này nhé. Phần nguôi tàu của chiếc thuyền này nó tô màu xanh ngọc nhé. Tiếp theo là màu đỏ cho cái đỉnh bông hoa. Và bức tranh về một con thuyền buồm này đã được mình tô màu và hoàn thành xong.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu trong chai này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.